Hello cả nhà. Con xin giới thiệu, con là Linh Chi, năm nay con 9 tuổi và con học lớp 4. Còn con là Yến Nhi, năm nay con 7 tuổi và hiện tại con đang học lớp 2A2. Và trước khi vào video thì con xin chúc cả nhà một ngày hạnh phúc và an lành. Hôm nay hai chị em con sẽ làm món ẩm thực siêu to khổng lồ, đó là đầu bê. Đầu bê hấp gì nhỉ? Đầu bê hấp xả riềng. Rất nhiều gia vị đúng không? Vâng ạ. Rồi, bắt đầu bê lên xem nào. Cả nhà xem nào. Siêu to khổng lồ con này là 11 cân đúng không? Ui giời, nặng quá, đúng không? Rồi, ok, được rồi, đặt xuống. Rồi. Đây là cái này đưa bếp lên, đưa xoong lên bếp nào. Nào, anh chị em ta đưa xoong lên nào. Rồi. Rồi, đặt ngay vào đẩy sang bên này tí nữa con. Rồi. Con mở nắp ra như thế nào? Ô ba không đổ nước à? Rồi. Và cho ấy vào nào. Người đang mắc bệnh tiểu đường không nên bỏ qua. Nào, bỏ xả lót bên dưới bếp nào con. 1 trong 3 tình gây tử vong cao nhất tại Việt Nam chỉ đứng. Rải đều nhá hả? Đấy, lại đều thả hết vào. Cái này là phải thả hết vào đúng không? Đúng rồi, con thả hết vào này. Đấy, viên lốc nhí nên là phải có bố mẹ hỗ trợ thêm cả nhà. Rồi, con cho riềng vào đi. Riềng xả đúng không? Nó rải đều đi. Đúng không? Rồi. Có đúng không ạ? Rồi. Ở đây là hai chị em bê cái này vào hay là để em cầm máy để ba hộ chị cái nhỉ? Dạ. Chú chào cả nhà nhé. Chú sẽ hỗ trợ hai cái lốc nhí bê cái đầu bê quá là nặng, 11 cân cả nhà. Rồi, nhà đặt đây đúng không? Rồi đúng không? Nào, bê vào. Ui, nào. Đấy, nhá, vào nhá. Ui dìa. Wow. Rồi, quay đây các. Đấy, cho to luôn, đúng không ạ? Đây là mình sẽ cho một ít gia vị đúng không ạ? Rồi, cho một ít gia vị vào, đúng không ạ? Đấy. Sẽ cho một thìa hành lên. Ừ. Hơn nhiều quá. Rải đều đúng không ạ? Rồi, rải đều. Siêu to khổng lồ luôn đúng không? Rồi, rải đều. Rồi, tiếp tục. Con cũng cho một thìa muối. Ừ. Rồi. Rồi, đúng không ạ? Chị chi cho này. Và đây là muối. Và đây là mì chính. Ừ đúng rồi, cho một ít vào đúng không ạ? Con sẽ cho một ít. Rồi. Mì chính vào. Xong rồi chúng ta sẽ cho sa tế. À đúng rồi, phải cho tiếp sa tế vào đúng không ạ? Ba đợi con một tí, con vào lấy cái thìa. Ừ, thìa với đũa đúng không ạ? Sa tế này rất là cay, cho nên là con chỉ cho một ít thôi. Đúng rồi. Đây ạ, con đổ vào xem nào. Đấy. Rồi đúng không ạ? Đấy. Và rồi như thế nào nữa ạ? Và cho đậy nắp lên, đúng không ạ? Rồi, để kín vào đúng không? Tại sao kín nhỉ? Rồi, để kín vào đúng không? Để kín nắp vào. Đấy. Và cái này có thể là nấu khoảng mấy tiếng nhỉ? Hấp khoảng tầm 2-3 tiếng. 1 tiếng. 1 tiếng à? À được rồi. Đấy, cả nhà xem nếu mà video clip của hai vlog nhí Linh Chi vlog và Yến Nhi vlog
Nếu xem hay và ý nghĩa của vlog nhí thì hãy đăng ký, like và chia sẻ ủng hộ cho các con nhé cả nhà nhé. Và thầy Gian nấu hấp đầu bê 11kg này chắc phải lên 1 tiếng đồng hồ đấy cả nhà. Đấy, cả nhà ủng hộ cho hai con nhé. Và xin chào cả nhà. Nào, xin chào cả nhà nào. Và ấn like như nào nói nào. Nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người hãy cho một like, share và subscribe cho con và chia sẻ đến bạn bè của mình để biết thêm nhiều món ăn ẩm thực như này hơn. Là bây giờ thì hẹn gặp lại như nào? Hẹn gặp lại các cô chú trong những video lần sau. Bye bye. Cả nhà đúng không? Nào bye bye nào. Bye. Rồi.